Và để phát triển nhà máy thông minh thì nguồn nhân lực chất lượng cao là điều thiết yếu, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn. Theo tờ Nikkei, Việt Nam đang thu hút sự chú ý của các công ty bán dẫn toàn cầu. Do đó, việc đào tạo nhân sự công nghệ trong thời kỳ khan hiếm sẽ giúp tăng giá trị chuỗi cung ứng. Hiện Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực đào tạo kỹ sư vi mạch bán dẫn chất lượng cao. Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh năm nay mở thêm chương trình đào tạo mới thiết kế vi mạch. Ngoài cơ sở vật chất hiện có, trường đang đầu tư thêm các phần mềm thiết kế mới để đáp ứng yêu cầu từ thị trường lao động. Khoa cũng đang xúc tiến một vài cái hoạt động với các cái công ty để được tài trợ về phần mềm thiết kế, về license phần mềm thiết kế, về các cái hệ thống kiểm thử mẫu. Thì đó là những cái vị trí, những cái công việc mà có khả năng là sẽ thu hút kỹ sư trong thời gian tới. Không chỉ tăng về chất lượng mà số lượng nhân lực phục vụ cho nhu cầu thị trường vi mạch bán dẫn được tăng lên khi mà năm nay Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh dành 1.000 chỉ tiêu tuyển sinh ngành này, tăng hơn 400 so với năm ngoái. Đơn vị cũng đầu tư thêm 2 phòng thí nghiệm đặt tại 2 trường đại học thành viên, đồng thời chủ động phối hợp với doanh nghiệp để xây dựng chương trình đào tạo. Chúng tôi đã ký hợp tác với các cái doanh nghiệp về vi mạch bán dẫn ở tại Việt Nam cũng như ở nước ngoài. Thứ nhất là để có được cái phần mềm để cho các bạn sinh viên có thể là thiết kế. Cái thứ hai nữa là cũng tìm trao đổi cái chỗ thực tập cho các bạn sinh viên. Và cái thứ ba nữa là chúng tôi cũng gửi giáo viên đi đào tạo tại các cái doanh nghiệp về thiết kế vi mạch. Dù đã có những chuẩn bị ban đầu, thậm chí chủ động khắc phục khó khăn, thế nhưng để đạt mục tiêu đào tạo được 50.000 kỹ sư vi mạch bán dẫn vào năm 2030, theo nhiều chuyên gia, cần cơ chế vượt trội cho các trường đại học, từ người học cho đến người dạy. Chúng tôi cũng rất muốn là sẽ có một cái cơ chế đột phá như là vấn đề là chức danh là trợ lý giáo sư, để mà lấy đó làm căn cứ vừa là khuyến khích nhưng cũng vừa là có một cái mức lương, một cái chế độ đãi ngộ mới cho các cái bạn mà thật sự xuất sắc, có những cái bước đi mà nó đột phá chứ không phải đi theo tuần tự theo cái quy trình tuyển dụng thông thường. Không có nguồn nhân lực, rất khó để thu hút các tập đoàn đầu tư vào Việt Nam, nhưng nỗ lực của nhà trường là chưa đủ. Có thêm sự tham gia của doanh nghiệp trong đào tạo, phần nào sẽ giải được bài toán chất lượng nguồn nhân lực, rút ngắn thời gian đào tạo để sớm tham gia thị trường lao động. Trung bình cứ một kỹ sư vừa ra trường thì mất đến 6 tháng cho đến 2 năm để đào tạo lại.